Rương bông dạ lao ca phì dù luôn ngay một hai miếng sát dạ mùi ăn miếng mà hạ rơ khăn của cái nạ phèn ăn miếng một trái mùi đã miếng rục sát nâng miếng sạc ra ô phèn ăn áo chú nịt tha niếng sạc ra ô lúc đó phèn niếng thông phân vơi miếng nụ nụ mình nẹ khăn của cái ban cho tờ lộp lùi xin ai hai chú mùi phèn niếng đã phê khai bày đạt đông nẹ tự phê ban năm khi rơ chô phải khai mọc sát dạ đông rương rai gọp á cha lá kênh phô dạ tờ tam rô bột trái lúc đó phải sạc mùi sát dạ xong sai tha phá hai bột trái khuôn nơi chất nút tập bệnh chi ai bỏ đi qua mùi trông diêm liệt hồng quạt phải nụ nhà mua ẩm hai mùi trông tiết đó phải bạc xa cổ quen cha nụ chích cổ cài đột nhiên thu bay chỉ phụ dạc không phân chích cổ cài dạng nạc đây có nơi tại đâu cũng sẵn sớt sạc trông dạc trở lại tới quen ạ sai đợi phụ dạc cổ cài đột nhiên sạc rõ ô tập tì nụ bàn khai chỉ sạc mùi nơi không đọc bón là bán xịt sọc lũng phát khai tập nạc kế đi đấy kê hay thác sạc dạc lao mà hộp đó sọc ngay bông dạc lao chỉ sạc mùi đừng miên tập thác với sạc nên mà chúng ta chưa sạc mai sạc dạc lao miên riêng hủ bông bút mà nơi rộng đời prang nơi ta một sạc miên đam mặt prang mặt prang xa mai xe môn đọc biểu phân nơi chung quanh sạc miên lâu đó vì chất đai ai bác bó được dân ba nhà xưa nông miên bà rê đám nặng phút nghề thang tôi xin bác được tốt nhập nơi không sạc miên bà chạy tôi thông khúc lọc hệ thật hà chọn vô cầu vô nè tầm na na đã ban tự đo khai đặt mặt kê rí kê cùng đai phát tơ lũng hai rưu tu xin á sạc dạy lao nói rút chìa thường lạc rút cả này nó chỉ rung hình thân mua đo lọ nơi không khung hệ sản thật đấy chó xong nụ ta sạc dạy lao thật mấy khai nạ bì ta sạc dạy lao chìa sạc thầm chiếc rưu có chỉ sạc đại cạc lang đôi đường ra thẳng lợi bay ta sạc nấy cạc lang nơi xa vậy buôn ta sạc nấy mưu riêng đôi đất miền chùm rau của man lũng hạt co cho nè rau phiện là miền này đôi khi ta mọc chùm nước phiện đại miền cũng được bị khao muối bè ăn miền bột trái muối miền sọc nâng miền sọc rau ô pê đòi thay khách bày đá đắng bán nẹ từng pê nóng khi rất chỗ phải bây sạch trông chạc nó bò rì vá trò lọc tự vân buồn nói chung vân sát miền theo đòi bị chất đại ách bác bò rủ dột bàn phàm nơi không sát miền bà chạy chạy tốt thống rộp rộp hết hết hai tèo vông kho cho rộp phiện sau đó những phiện quay bí đó kho cho rộp phiện tôi những phiện kháng khao nên một cái là bác nghe nghe những phiện thì mùi từ mùi dư kháng xa cả ôp thông chất khá sổ tội kho cho sẵn chứ mạc rứ chấm nông chứ mạc lực nông bí bởi kho cho sẵn chứ mạc rứ chấm nông chứ mạc lực nông ăn tử bài.